bền bỉ và quyết liệt. Hành trình chống dịch còn dài, nhưng chúng ta rồi sẽ chiến thắng. Tháng 1 năm 2020, đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam với nhiều khó khăn và thách thức. Khi cả nước đang gồng mình chống dịch, sứ mệnh cộng đồng không thể bỏ quên. Tháng 3 năm 2020, hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung đã hỗ trợ 6.500 bộ đồ bảo hộ cho đội ngũ cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch. Tháng 5 năm 2020, hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung khẳng định quyết tâm chống dịch COVID-19 với chiến dịch Safe Beauty, đẹp an toàn, với quy trình dịch tễ riêng biệt do chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng trực tiếp xây dựng. Chung tay góp sức cùng cộng đồng, tháng 8 năm 2020, đơn vị tiếp tục trao tặng 7.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho 7 bệnh viện tại Đà Nẵng. Tháng 2 năm 2021, khi đợt dịch lần 2 bùng phát trở lại, hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung tiếp tục đồng hành cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu triển khai chiến dịch Safe Beauty với thông điệp mới, an toàn cho nhan sắc. Bên cạnh những quy định khắt khe theo tiêu chuẩn 5K, đơn vị triển khai nhiều hoạt động chống dịch chưa từng có tiền lệ trước đây, bao gồm theo dõi lịch trình di chuyển của toàn bộ nhân viên trước, trong và sau Tết, chủ động cách ly tập trung nhân viên dù không phát hiện nguy cơ, tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên, 100% nhân viên âm tính trước khi quay trở lại làm việc. Hành trình chống dịch bền bỉ chưa dừng lại ở đó. Cuối tháng 4 năm 2021, trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại, hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung chủ động cách ly tập trung tất cả nhân viên tại các chi nhánh tạm ngưng hoạt động, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên là bước chuẩn bị an toàn chờ ngày hoạt động trở lại. Chống dịch là cuộc chiến dài kỳ, nhiều khó khăn và thách thức. Bằng những nỗ lực của mình, hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung cam kết mang lại môi trường làm đẹp an toàn cho khách hàng, nhân viên và chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Ngọc Dung, đẹp mãi với thời gian.